Hóa ra không phải vì chồng tôi, đây mới là người khiến Lưu Diệc Phi quyết tâm ly hôn. Biết sự thật, ai cũng bùng nổ cảm xúc. Đây mới là nhân tố chủ chốt khiến Hoàng Diệc Mai, Lưu Diệc Phi kiên quyết ly hôn với chồng cũ. Câu chuyện Hoa Hồng là bộ phim Hoa ngữ đang gây sốt ở thời điểm hiện tại, thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả. Ở những diễn biến gần đây, phần cao trào nhất của bộ phim chính là kết thúc của cuộc hôn nhân đẫm nước mắt giữa Hoàng Diệc Mai, Lưu Diệc Phi đóng và chồng cũ Phương Hiệp Văn, Lâm Canh Tân đóng. Trong phim, Phương Hiệp Văn và Hoàng Diệc Mai đã dẫn nhau ra tòa, kết thúc cuộc tình với 2 năm làm bạn, 3 năm yêu đương và 5 năm kết nghĩa vợ chồng. Tuy nhiên, trước khi có thể thuận lợi ly hôn chồng cũ, Hoàng Diệc Mai đã bị Phương Hiệp Văn nhiều lần níu kéo. Thậm chí để làm thay đổi ý định của vợ, anh ta còn đưa ra vũ khí có thể làm lay chuyển bất kỳ người làm mẹ nào, đó là quyền nuôi đứa con duy nhất. Trong một phân cảnh khi Hoàng Diệc Mai bày tỏ ý định ly hôn với chồng, Phương Hiệp Văn hỏi vợ, Tiểu Sơ, con chung của hai người, phóng viên con bé làm sao? Em đã nghĩ qua chưa? Hoàng Diệc Mai đáp lại, em chính là vì nghĩ đến con nên mới buộc phải ly hôn với anh. Cô phản bác thêm, không khí gia đình khi hai bố mẹ đều xảy ra tranh cãi, không hề tốt cho sức khỏe tâm lý của trẻ nhỏ. Trong phân cảnh khác, Phương Hiệp Văn liên tục uy hiếp vợ, buộc cô không được ly hôn nếu không muốn không thể gặp con cái. Tuy nhiên, trái với ý định của anh ta, Hoàng Diệc Mai cho biết cô sẽ kiên quyết ly hôn và bày tỏ thêm rằng quyền nuôi con chắc chắn cô cũng giành được. Hành động của Hoàng Diệc Mai được khán giả đánh giá cao, khiến nhiều người làm vợ, người làm mẹ nghẹn ngào. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, Hoàng Diệc Mai cũng luôn muốn bước ra cuộc hôn với trọn vẹn quyền nuôi dưỡng con cái. Cô cũng hiểu rằng, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ không hạnh phúc, suốt ngày tranh cãi thì chỉ ảnh hưởng đến tương lai và sự phát triển tâm lý của con. Có lẽ so với việc tổn thương tâm lý do bất hòa với chồng, thì sự phát triển của con và tâm lý của trẻ mới là điều mà những người làm mẹ như Hoàng Diệc Mai để tâm nhất. Bởi với họ, nhìn thấy con trưởng thành bình an đáng giá hơn bất kỳ niềm hạnh phúc cá nhân nào. Dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm với quyết định này của Hoàng Diệc Mai. Họ cho rằng Hoàng Diệc Mai không chỉ là một người phụ nữ tự chủ mà còn làm tốt cương vị của người mẹ. Đúng rồi, lúc mình chuẩn bị ly hôn chồng như Hoàng Diệc Mai, hai bên xung quanh mình can ngăn nhiều lắm. Nhưng mỗi lần nhớ lại ánh mắt xót xa của con khi nhìn hai cha mẹ cãi nhau, mình lại thấy lựa chọn của bản thân vô cùng đúng đắn. Mình ly hôn không chỉ để tìm tự do cho bản thân mà quan trọng nhất là để con gái được trưởng thành trong môi trường hạnh phúc. Dù bất cứ lý do nào, bạn cũng không được lấy con cái để làm lý do níu kéo tình cảm giữa hai người. Chỉ có những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có bố mẹ cãi nhau như cơm bữa mới hiểu quyết định ly hôn của Hoàng Diệc Mai đúng đắn như thế nào. Đôi khi điều trẻ con cần không phải là cha mẹ ở cạnh nhau, mà là mỗi người đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng đang truyền tay nhau phân cảnh phim ghi lại cách Hoàng Diệc Mai lý giải về chuyện ly hôn của cha mẹ đầy tinh tế với con gái 4 tuổi. Lời nhắn nhủ này của Hoàng Diệc Mai nhận được nhiều lời khen vì vừa lý giải theo chiều hướng tích cực về cách hai cha mẹ rời xa nhau. Đồng thời nhắn nhủ con, ly hôn hay sự chia xa không bao giờ là sự thất bại của cuộc đời. Cụ thể, Hoàng Diệc Mai gửi gắm đến con gái, Tiểu Sơ, lần đầu tiên con nghe thấy hai chữ ly hôn này là khi vừa tròn 4 tuổi. Rất nhiều người khuyên mẹ đừng để con hiểu về thế giới của người lớn quá sớm. Nhưng mẹ lựa chọn cách thẳng thắn với con, hy vọng con có thể cùng mẹ đón nhận sự thay đổi của cuộc sống. Mỗi người có một định nghĩa khác nhau cho hai từ này. Mẹ cho rằng ly hôn chỉ là điểm dừng cho một mối quan hệ, chứ không phải là sự thất bại trong cuộc đời. Cuộc đời của chúng ta chỉ là những thoáng qua vội vàng của thế giới này. Tất cả đều sẽ có điểm kết thúc mới khiến chúng ta hết lòng trân trọng những gì trước mắt. Con gái yêu quý của mẹ, đừng sợ. Mọi sự ly biệt đều là vì chúng ta đã từng gặp gỡ.